Ở đây có ai đang sử dụng ứng dụng Zalo cho phụ huynh ở nhà mà sợ là phụ huynh không nhìn thấy rõ tin nhắn vì lý do là kích thước của cái form chữ nó quá nhỏ? Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh form chữ ở trên Zalo từ nhỏ sang siêu to như thế này để chúng ta có thể là dễ dàng quan sát, và đặc biệt là cho những ai mà có thể là chỉnh cho phụ huynh của chúng ta ở nhà có thể sử dụng được ứng dụng Zalo này. Thì để cài đặt và cũng như là chỉnh được form chữ Zalo từ nhỏ sang to như thế này để có thể là dễ dàng quan sát được thì cực kỳ là đơn giản. Các bạn chỉ cần mở ứng dụng Zalo lên và chọn là phần cá nhân. Trong phần cá nhân này thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt và các bạn sẽ tìm đến cái mục là giao diện và ngôn ngữ. Ở đây thì nó sẽ có cái mục là đổi cỡ chữ. Và các bạn chỉ cần kéo về cái chữ A lớn A nhỏ như thế này để chỉnh cái kích thước của form chữ. Và mỗi một lần các bạn kéo thì nó sẽ có những cái nấc riêng để các bạn có thể làm quan sát và điều chỉnh. Và cũng như là ở đây nó sẽ có cái form chữ để cho các bạn có thể là cân đối được xem là đã phù hợp hay chưa. Và khi nào mà các bạn cảm thấy phù hợp rồi thì các bạn có thể là thoát ra ngoài thì cái form chữ nó sẽ giữ nguyên. Và đây chính là cái cách để các bạn có thể là thay đổi được form chữ, tăng hoặc là giảm cái kích cỡ form chữ ở trên ứng dụng Zalo. Và từ nay trở đi thì khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng Zalo, các bạn muốn tăng cái kích cỡ form chữ để có thể là quan sát và nhìn được rõ hơn thì chúng ta sẽ vào đây, vào phần cá nhân, và các bạn sẽ vào phần giao diện và ngôn ngữ để có thể là tăng hoặc là giảm cái kích cỡ của form chữ trên ứng dụng Zalo. Và video ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích để cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới và có ý nghĩa. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.